phát hiện gần 22.000 sản phẩm thuốc tân dược vi phạm tại Vĩnh Long. Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Long Hồ và Phòng y tế huyện Long Hồ bất ngờ tiến hành kiểm tra kho thuốc tại địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đây là căn nhà riêng được chủ hộ trưng dụng làm kho chứa hàng. Tại thời điểm kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện một số lượng lớn thuốc tân dược không có giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Sau 2 ngày kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng đã tạm giữ 21.618 sản phẩm của 1.475 mặt hàng với đủ các công dụng, từ chữa đau xương khớp, đau đầu, đau bụng đến các loại thuốc đặc trị tiểu đường, tim mạch. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 850 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên, chờ xác minh làm rõ theo quy định.